Xin chào các bạn đang theo dõi truyện Sông Vào Ngõ Âm Dương do Đa Mỹ Tường truyện thực hiện. Phiên ngoại 2, Nhân Duyên, phần cuối. Phòng khách lập tức sáng trưng, Khấu Thiên Linh ngước mắt nhìn Lục Tu Chi. Nhưng đối phương lại rủ mắt nhìn chằm chằm cái chuỗi hạt màu tiết trong suốt ở cổ tay. Tay kia thì gãy gãy cái hạt châu trên cái xúc sắc gỗ. Đối phương vốn không có nhìn hắn. Khấu Tiên Linh cho rằng cái ánh mắt nóng bỏng trong bóng tối ban nãy chỉ là cái ảo giác của hắn mà thôi. Thường tiên sinh so so cái cần cổ mà nói, tôi đi gọi bà nhà và mấy cái đứa nhỏ ra đây. Ông vừa dứt lời, trong thư phòng bỗng vang cái lên cái tiếng hét chói tai của bà Thường. Ông lập tức nhảy dựng chạy lên. Khấu Tiên Linh cũng vội vàng chạy theo, Lục Tu Chi đứng yên tại chỗ, một lúc sau mới đi theo. Chẳng biết là từ lúc nào kính thủy tinh bị nứt vỡ trong thư phòng cũng đã bị đâm vỡ. Một cánh tay cháy khét đen thui thò vào, nắm lấy chân của con gái của Thường tiên sinh, kéo ra ngoài. Bà Thường và con trai lớn đang ôm lấy cô con gái vật lộn với cánh tay quỷ kia, mà lúc này bé gái cũng bị kéo ra ngoài đến đùi. Rõ ràng ác quỷ muốn kéo cô bé ra ngoài qua cái lỗ trên cửa, một khi bị kéo ra ngoài thì chỉ có chết. Bắp đùi của bé bị kính thủy tinh làm cho chảy máu, khiến bé đau đớn oa oa mà khóc lớn. Khấu Tinh Linh chạy tới, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài sân. Thế nhưng bên ngoài sân là trống không, không thấy chân của cô bé bị kéo ra cũng không thấy đâu, giống như là bị kéo vào cái vách tường. Hắn không chút do dự lấy bồ ngủ lôi vung lên không trung. Tiếng sấm ầm ầm vang dội, điện quang lé lên, ác quỷ gào lên một tiếng sợ hãi mà chạy trốn. Cánh tay quỷ đang tóm lấy chân bé gái bỗng buông ra. Người nhà họ Thường ôm cô bé như là kéo co theo quán tính ngã ra sau. Nhưng lúc này, các món đồ trang sức sắc bén trong thư phòng như giá cắm nến đột ngột xuất hiện sau lưng người nhà họ Thường, giống như có thứ gì đó cố ý di chuyển mấy cái vật bén nhọn qua đó. Hai mắt Lục Tu Chi lạnh lùng, giơ chân đá ghế sofa, cả nhà họ Thường lảo đảo ngã xuống ghế, bình an vô sự. Khấu Tiên Linh đạp lên cái bệ cửa sổ đang định vào thì chợt thấy rùng mình, quay đầu lại liền thấy một người phụ nữ mặc váy đen đứng ở dưới tàn cây bạch quả. Người phụ nữ này trang điểm rất đậm, hai má hõm sâu, xương gò má cao đến nỗi muốn đâm thủng cái lớp da mặt, lộ ra xương trắng bên trong. Hai mắt đối phương cực kỳ ác độc và thù hận mà nhìn chằm chằm Khấu Tiên Linh. Hắn vừa chớp mắt thì ả ta đã biến mất. Hắn vừa định nhìn kỹ lại, chợt nghe giọng nói của Lục Tu Chi bên tai, vào nhà. Khấu Tiên Linh bị giật mình, chân không vững vàng mà trực tiếp ngã xuống, bỗng cổ tay của hắn bị nắm lấy, cả người bị kéo mạnh. Sau đó gò má đụng vào một cái lồng ngực ấm áp, một mùi hương thơm mát dịu nhẹ tràn vào mũi hắn. Khấu Tiên Linh đỏ cả hai mắt, nước mắt ẩn chứa dâng lên. Lục Tu Chi kéo hắn ra kiểm tra thì thấy một màn này, lập tức sốt ruột hỏi, bị trúng đau đâu à? Khấu Tiên Linh hít mũi một cái, cắn răng chịu đau xua xua tay nói, không sao, gò má bị đụng mạnh đương nhiên sẽ đau. Nhất thời, cái hàm răng bị đập vào, đau đớn đột ngột kích thích cái tuyến lệ. Đây là phản ứng bình thường thôi. Một lúc sau, đau đớn sẽ giảm bớt, nhưng Lục Tu Chi bị hắn đụng hẳn sẽ cũng đau. Anh bị tôi đụng không sao chứ? Lục Tu Chi lắc đầu, không sao, không đau. À, Khấu Tiên Linh nhún vai, lùi về sau, đi về phía nhà họ Thường. Lục Tu Chi cao mày, ánh mắt lạnh lùng như băng, như là cái lưỡi dao. Hắn giơ tay đè cái lồng ngực vừa bị Khấu Tiên Linh đụng vào, hơi thất vọng và mất mát. Biết vậy, đã nói là đau rồi. Bà Thường nghẹn ngào mà nói, lúc nãy tôi nghe phòng khách mở đèn, muốn dẫn bọn nhỏ đến phòng khách, không cẩn thận chiếu đèn lên rèm cửa sổ. Lúc đi ngang qua cửa sổ, đột nhiên có cánh tay quỷ thò vào nắm lấy cổ chân con bé kéo ra ngoài. Khấu Tiên Linh nói, chó cùng rất dậu. Bà Thường hỏi lại, cái gì? Không có việc gì. Khấu Tiên Linh bảo tất cả ra phòng khách ngồi, mọi người cùng tụ lại một chỗ. Đến khuya, Thường tiên sinh nói ác quỷ thường quấy phá vào giờ nào, hẳn là trong khoảng từ 11 giờ đến 1 giờ khuya. Ông hỏi Khấu Tiên Linh, hai vị thiên sư, rốt cuộc tại sao quỷ quái trong biệt thự lại hại cả nhà tôi? Tôi thật sự không biết đã làm cái chuyện thương thiên hại lý lúc nào. Kẻ ác sẽ không vì ông có lỗi với hắn mà hại ông. Tương tự, ác quỷ cũng vậy. Nếu ác quỷ muốn hại người thì không cần lý do. Lúc ông vào biệt thự là đã trở thành món ăn bày sẵn ở trên bàn cho nó rồi. Ông Thường nghe vậy cực kỳ tức giận. Người môi giới nhà không hề nhắc tới cái chuyện ma trong biệt thự với tôi. Chỉ sợ hắn cũng không biết biệt thự có ma. Hẳn là sau khi mọi người vào ở mới bị theo dõi, sau đó liên tục gặp chuyện ma quái. Có điều người môi giới không nói cũng đúng một phần. Ít nhất là hắn không có nói cái chuyện đã từng xảy ra trong căn biệt thự này cho ông biết.
Chuyện trước kia, nói cho đúng, chắc chắn biệt thự từng xảy ra vụ án giết người. Khấu Thiên Linh đăng nhập diễn đàn Thiên Sư tìm kiếm tin tức về cái căn biệt thự này. Diễn đàn này được thành lập còn sớm hơn Áp Đại Phúc mấy chục năm. Trong diễn đàn có các bài viết nạc danh, bài viết đạo thuật, truyền thuyết dân gian và các sự kiện thần quái. Mấy cái vụ án mười mấy năm trước đều tìm được ở trong này. Thường Tiên Sinh rất ngạc nhiên, căn biệt thự này còn liên quan đến án giết người sao? Đầu tiên, Khấu Thiên Linh nhập địa chỉ vào nhưng không tìm được bài viết nào liên quan. Sau đó hắn tìm tên Baidu, thì ra biệt thự này là một căn biệt thự cổ xưa. Hắn bèn nhập tên biệt thự vào cái diễn đàn Thiên Sư, thế là nhanh chóng tìm được cái bài viết có liên quan. Bài này có đến 2.000 bình luận, chứng tỏ từng rất hot một thời gian. Đọc sơ qua bài viết, Khấu Thiên Linh hiểu đại khái tình huống, bèn nói với mọi người đang chờ. Tiền thân của căn biệt thự này là một căn biệt thự kiểu Tây. Họ gia đình từng sống ở đây có 4 người, tương tự gia đình ông. Hai vợ chồng kia có một trai một gái, tuổi tác cũng sắp xỉ, nhưng bọn họ bị nghi ngờ đã sát hại 7 người, chặt xác chôn trong sân. Sau đó họ bị vạch trần, cả nhà 4 người thắt cổ tự sát trên cây bạch quả ngoài sân. Sau khi chết lại quấy phá, Thiên Sư đến trấn áp, chặt xác. Người nhà họ thường sợn tóc gáy, rốt cuộc 4 người từng sống ở đây là cái loại ma quỷ gì, có thể giết 7 người, chặt xác còn chôn trong sân, chẳng lẽ bọn họ sống ở đây mà không cảm thấy sợ sao? Tại sao lại chặt xác? Khấu Tiên Linh nói, một là cầu tài hại người, hai là tà thuật. Tà thuật, đạo thuật có nguồn gốc là vu thuật chia thành bạch vu thuật và hắc vu thuật. Đạo thuật Mao Sơn mà mọi người thường nghe là bạch vu thuật, còn hắc vu thuật là tà thuật, thường dùng mạng người để làm phép, uy lực rất lớn nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn. Theo như điều tra, họ giết người phân xác là vì cử hành tà thuật nào đó để được bất tử. Khấu Tiên Linh nhìn 4 người nhà họ Thường, tình cảnh và tuổi tác của gia đình ông khá tương tự cái hộ gia đình kia, thế nên bị coi thành thế thân. Chúng nó muốn lấy thể xác của cả nhà ông để hoàn dương, vì vậy tìm mọi cách để mọi người quay lại biệt thự, hù dọa mọi người mà không lập tức lấy mạng. Người nhà họ Thường ôm chặt lấy nhau đầy sợ hãi, cậu con trai lớn hỏi, chúng định khi nào thì lấy mạng chúng tôi? Nó bác tự của mọi người ra xem. Bà Thường nói ngày giờ sinh của người nhà cho Khấu Thiên Linh biết, hắn đổi sang bác tự, tính toán hơi khó khăn. Lục Tu Chi vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, đêm nay. Khấu Tiên Linh nhìn qua, vừa nhìn thẳng vào đối phương, tim hắn bỗng đập mạnh. Hắn cứ có cảm giác trông như là Lục Tu Chi rất quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi. Hắn buột miệng mà nói, chúng ta từng gặp nhau chưa? Lục Tu Chi dời mắt, một lúc lâu mới trả lời, đã gặp. Khấu Tiên Linh hỏi tới, lúc nào, sao tôi không nhớ gì hết? Hắn đã nghĩ ngoài hình Lục Tu Chi rất hợp gu của hắn, nếu đã từng gặp, thì không có lý nào là hắn không nhớ gì cả. Cậu không nhớ rõ. Vậy sao? Khấu Thiên Linh gật đầu, lát sau lại hỏi, anh có chị em gì không? Lục Tu Chi cắn răng, không có. Khấu Thiên Linh thất vọng, tiếc quá. Lục Tu Chi lạnh lùng nhìn hắn, Khấu Thiên Linh không được tự nhiên mà cười gượng. Người sau hừ một tiếng, đưa lưng về phía Khấu Thiên Linh, không để ý tới hắn nữa. Khấu Thiên Linh sờ sờ mũi, ngẩng đầu liền thấy 4 cái cặp mắt nhiều chuyện của người nhà họ Thường. Hắn co rút khóe miệng mà nói, đêm nay ác quỷ sẽ đến cướp cơ thể của mọi người, chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng tôi đối phó với ác quỷ, tốt nhất mọi người đừng có làm bừa, dù nghe thấy bất kỳ âm thanh gì cũng không được đáp lời, ác quỷ giỏi nhất là lừa người. Người nhà họ Thường liên tục gật đầu, chúng tôi nghe theo ngài. 4 người, 8 con mắt cứ quét qua quét lại trên người của Khấu Thiên Linh và Lục Tu Chi. Tính nhiều chuyện làm cho bọn họ quên cái sinh mạng đang bị uy hiếp. Khấu Thiên Linh đứng dậy, lấy một cái sợi dây đỏ trong ba lô ra, quay quanh một vòng tròn trong phòng khách, treo 8 cái chuông trong vòng dây rồi bảo mọi người nhà họ Thường bước vào trong. Sau đó hắn cẩn thận dặn dò, qua 11 giờ không được ra khỏi phòng vòng tròn này. Trong thời gian này, dù là ai tới hay xảy ra chuyện gì cũng không được bước ra. Cậu con trai nghe vậy hỏi, ngay cả các anh tới gọi, chúng tôi cũng không nghe sao? Khấu Thiên Linh nghiêm túc dặn dò, đúng vậy, dù chúng tôi tới gọi mọi người bước ra, thì mọi người cũng không được bước ra. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, hắn lấy cái lá bùa ngủ lôi và kiếm gỗ đào trong ba lô ra, ngồi đối mặt với Lục Tu Chi chờ ác quỷ đến. Thời gian chờ đợi hơi buồn chán, hắn lấy di động chọn vài phần mềm nhỏ trong web chat mà chơi. Lục Tu Chi ngồi đối diện nhìn chằm chằm hắn không hề rời mắt. Dưới cái tình huống như vậy, dù là đầu gỗ cũng nhận ra, càng chơi lại càng không được tự nhiên. Khấu Thiên Linh hùng hồ mà ngẩng đầu nói, nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?
Lục Tu Chi vô thức mà trả lời, vì cậu đẹp. Khấu Tiên Linh trừng mắt mà nhìn người nhà họ Thường. Bà Thường ngượng ngùng che cái lỗ tai và miệng của cô con gái nhỏ, ngại ngùng mà cười nói: hai người cứ tiếp tục đi, chúng tôi không nghe không thấy gì hết. Khấu Tiên Linh nhích đến gần Lục Tu Chi ép hỏi: rốt cuộc anh là ai? Anh biết tôi từ trước đúng không? Đúng là tôi đã biết cậu. Còn chuyện khác, chờ khi chúng ta thân thiết hơn, tôi sẽ nói cho cậu biết. Anh có mục đích gì? Muốn làm quen với cậu, trước tiên làm bạn bè, sau đó là người yêu, cuối cùng là vợ chồng. Thế nhưng Lục Tu Chi lại nghiêm trang nói, sau đó là làm anh em. Khấu Tiên Linh khiếp sợ không thôi, do dự một lúc mới nói nhỏ: anh nói thật với tôi đi, anh là con riêng của cha tôi đúng không? Không phải. Tâm trạng của Lục Tu Chi vô cùng phức tạp. Khấu Tiên Linh thở phào nhẹ nhõm. Vậy tại sao anh muốn làm anh em với tôi? Lục Tu Chi cân nhắc câu chữ. Tôi đối với cậu là vừa gặp đã thân. Khấu Tiên Linh bán tính bán nghi, vài phần tin tưởng ít ỏi vì ngoại hình của Lục Tu Chi mà tăng lên đôi chút. Hắn quyết định bỏ qua cái vấn đề này, chỉ vào cái xuất sắc tinh cổ tai của Lục Tu Chi mà nói: ác quỷ bắt được ban nãy là người cha trong hộ gia đình trước kia đúng không? Ừ. Lục Tu Chi gãy gãy xuất sắc mà nói: cậu muốn xem không? Tôi cũng có, nhưng chuỗi hạt màu tím này là pháp khí của anh à. Thoạt nhìn giống tràng hạt, không giống pháp khí đạo gia, càng giống pháp khí của phụ nữ. Lục Tu Chi rũ mắt, không biết phải giải thích thế nào. Kỳ thật chuỗi hạt này không phải là pháp khí của hắn, chẳng qua đeo ở tinh cổ tay nhìn đẹp mắt, phối với quần áo càng tăng thêm khí chất riêng. Hắn còn hỏi riêng nhân viên bán hàng, mặc như vậy có theo đuổi được người ta không? Đối phương chỉ lên trời mà thề rằng, nếu hắn không theo đuổi được người yêu, thì tất cả đàn ông trên đời này sẽ độc thân hết. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là người làm ăn, nói dốc nói phét, không có lương tâm gì hết. Lục Tu Chi lên tiếng, tạm thời không có pháp khí thuận tay nên cầm đỡ cái này. Hắn tháo cái chuỗi hạt xuống đưa cho Khấu Tiên Linh, cậu muốn xem không? Khấu Tiên Linh cầm lấy cái chuỗi hạt đặt ở dưới ánh đèn nhìn cho rõ. Ánh sáng tím dịu dàng, mỹ lệ. Nhìn kỹ thì phát hiện từng viên đều được khắc thượng thanh đại động chân kinh. Đúng là tạo vật của thiên cung. Lục Tu Chi nhìn cái chuỗi hạt mà nói, nó chưa có tên. Trước đây tôi rảnh rỗi nên khắc chân kinh lên mọi cái hạt châu, khắc xong thì sau thành chuỗi hạt. Vừa mới xuống núi, không có pháp khí thuận ta nên lấy ra dùng, vậy nên nó vẫn chưa có tên. Khấu Tiên Linh vuốt ve cái chuỗi hạt, nghe ý trong lời anh nói, anh có nhiều pháp khí lắm hả? Tạm tạm. Lục Tu Chi ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng Khấu Tiên Linh mà nói, tôi bình thường đều dùng không nhiều để giành được rất nhiều tài sản. Dựa theo giá trị thị trường ngày nay, tất cả tài sản đổi thành nhân dân tệ cũng được mấy trăm triệu. Mặc dù không phải quá nhiều, nhưng tôi càng đang cố gắng kiếm thêm, tích góp tiền bạc, nuôi sống gia đình, tuyệt đối không thành vấn đề. Khấu Tiên Linh ngẩng đầu nhìn Lục Tu Chi, cười gượng hai tiếng rồi trả cái chuỗi hạt cho hắn. Hình như trước cửa có tiếng động, tôi ra xem sao. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra cửa. Lục Tu Chi quấn cái chuỗi hạt ở trên cổ tay, im lặng trầm tư. Kế sách dùng tài sản dụ dỗ thất bại rồi. Khấu Tiên Linh vốn kiếm cớ để tránh Lục Tu Chi, nhưng lúc hắn ra đến cửa thì đúng là nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn quay đầu nhìn cái đồng hồ treo tường, một tiếng bon vang lên, không khí lưu thông bỗng dừng lại. Cô động vô cùng khẩn trương. Kim đồng hồ chỉ 10 giờ, còn một tiếng nữa mới đến 11 giờ. Lúc này tiếng gõ cửa đã im bặt, thay vào đó là tiếng chuông cửa inh ỏi. Thường Tiên Sinh thắc mắc hỏi, giờ này còn ai đến nữa? Khấu Tiên Linh nói, để tôi xem. Hắn vừa mới vươn tay định mở cửa, thì rầm một tiếng, cánh cửa bị thứ gì đó ở bên ngoài đá văng, sương trắng bị gió thổi bay lên, cuốn theo mấy cái chiếc lá bạch quả rơi rụng ngoài sân. Ngay ở trước khi cánh cửa bị đá văng, Khấu Tiên Linh đã kịp phản ứng, nhảy lộn ngược ra sau, không có bị cửa đập vào người. Hắn ngẩng đầu trông thấy người phụ nữ mặc váy đen đang đứng ngay cửa, gương mặt gầy gò, hai má hóp lại lộ ra cái xương gò má trắng. Ả trang điểm rất là đậm, trên cổ ả có vài cái vết dây hằn thật sâu, khiến cái cổ cong vẹo bất thường. Ả lạnh lùng mà trừng Khấu Tiên Linh, miệng từ từ há ra, dần dần rộng đến nỗi cả gương mặt biến dạng. Một tiếng thét chói tai vang lên, Khấu Tiên Linh che hai tay lại, quay đầu nhìn lại người nhà họ Thường. Gương mặt của bốn người đầy khổ sở, cô gái nhỏ chịu không có nổi đầu tiên, lỗ mũi chảy máu, hai mắt trợn trắng. Khấu Tiên Linh điều khiển kiếm gỗ đào xoay hai vòng trên không trung, dần dần xoay nhanh đến cái nỗi chỉ còn hư ảnh. Sau đó đâm thẳng về phía ác quỷ, trực tiếp xuyên ả dính vào tường ngoài sân. Hắn thừa thắng xông lên, chạy ra sân.
Mới được mấy bước thì cổ chân lại bị tai quỷ tự giấc thò lên mà nắm chặt, không cách nào di chuyển. Nữ quỷ vốn bị kiếm gỗ đào ghim chặt tên tường, nháy mắt hóa thành một cái bộ xương trắng rơi xuống đất. Cánh cửa sau lưng Khấu Tiên Linh đột nhiên rầm một tiếng đóng lại. Cây bạch quả đẹp mắt đột nhiên mất đi màu sắc, tơ nhện bám đầy, mặt đất cũng đầy lá rụng đang mục nát. Nhánh cây chắc khỏe nhất trên cây bạch quả đột nhiên thả xuống 4 cái thòng lọng. Cần cổ của nữ quỷ áo đen bị gãy làm hai, nhờ da và dây thừng chằng mới không có đầu rơi một nơi, thân một nẻo. 4 cái thòng lọng mà chỉ có cái ả áo đen, chồng ả thì đã bị Lục Tu Chi thu vào xuất sắc, còn lại 2 cái đứa nhỏ, một trai một gái. Chúng nó không ở trên cây thì chính là đang ở trong nhà. Khấu Tiên Linh quay đầu nhìn lại, ánh đèn rực rỡ trong phòng khách đột nhiên tắt ngấm, mơ hồ nghe thấy tiếng bóng đèn phát nổ và tiếng người nhà họ Thường sợ hãi gào thét. Nữ quỷ cười khanh khách, âm thanh khàn khàn rất khó nghe. Thiên sư, Bạch Phu, khi tao còn sống, chúng mày không phải là đối thủ của tao, huống chi bây giờ tao chết rồi, Vu thật càng lợi hại hơn. Bạch Phu thiên sư càng không phải đối thủ của tao. Khấu Tiên Linh cố gắng nhấc chân, lại phát hiện mấy cái tai quỷ đang níu chặt chân của hắn, muốn bò ra khỏi mặt đất. Hắn không kiên nhẫn nghe nữ quỷ lải nhải, bèn điều khiển kiếm gỗ, rút ra khỏi bộ xương. Kiếm gỗ rung rung vài cái rồi tự động rút ra, mới vừa bay ra, lại bị bàn tay của bộ xương khô nắm lại. Mặc dù kiếm gỗ đốt cháy cái bàn tay xương trắng kia, nhưng dường như ả không cảm thấy đau đớn, còn cố ý cầm kiếm mặc cho các khớp xương bị cháy tan ra. Nữ quỷ đắc ý mà cười to. Chúng là kiệt tác của tao, đốt con này vẫn còn rất nhiều con khác, đủ thời gian để tao từ từ luyện hóa mày. Ả nhảy xuống đất, thòng lọng vẫn còn ở trên cổ, tay chân không phối hợp nhịp nhàng di chuyển được, bèn cứ dứt khoát bò bằng tứ chi đến ở trước mặt của Khấu Tiên Linh, ánh mắt tham lam mà nói: Thiên sư cấp 3, lời to rồi, nếu luyện chế thành quỷ nô thì có thể trở thành trợ thủ tốt nhất. Lúc còn sống, tao chưa từng gặp qua nguyên liệu tốt như vậy, không ngờ sau khi chết lại có thể gặp được. Khấu Tiên Linh nhún vai, không dãy dụa nữa. Lúc còn sống, cô không gặp được chứng tỏ là năng lực kém, cô không phải là hắc vu chân chính. Nữ quỷ nghe vậy mà nổi giận, ai nói tao không phải, bây giờ tao sẽ chém đứt tứ chi của mày, sau đó may vá lại, thêm chú thuật vào. Ả bò đến cái góc sân, cầm lấy một cái cây búa, thử đứng lên, rồi lê cái cây búa về phía Khấu Tiên Linh. Tiếng ma sát của cây búa vào mặt đất vô cùng chói tai. Cảnh tượng này sẽ rất khủng bố nếu đối tượng là nữ quỷ muốn giết là người bình thường, nhưng không có khả năng phản kháng. Lúc ả nâng cây búa định giết Khấu Tiên Linh thì đột nhiên bị một thanh kiếm gỗ đâm thủng ngực. Ả cúi xuống nhìn, lồng ngực của ả bị ăn mòn phát ra tiếng xì xì. Sương mù màu trắng trộn với dịch thể màu đen tỏ ra khiến ả biết được bản thân sắp hồn phi phách tán. Nữ quỷ hoảng sợ hét lên. Khấu Tiên Linh rút kiếm, sau đó nhắm ngay cái vị trí siết cổ của ả mà chém xuống, trực tiếp làm ả đầu một nơi, thân một nẻo. Tôi cứ tưởng là hắc vu chân chính thì lợi hại, thì ra không phải. Khấu Tiên Linh thoải mái chém đứt mấy cánh tay quỷ đang nắm chân hắn, nhìn nữ quỷ đang co rút mà nói. Cả người ả co lại như con tôm, đang từ từ tan biến. Ả hoảng sợ gào thét, tao là hắc vu, tao muốn hoàng dương, tao muốn trường sinh bất tử. Khấu Tiên Linh đã tung cửa chạy vào phòng khách, phát hiện người nhà họ Thường vẫn bình an vô sự. Lục Tu Chi ngồi ngay ngắn trên ghế, gãy gãy chuỗi hạt trên tay. Khấu Tiên Linh vừa bước vào, hắn lập tức quay đầu mỉm cười. Giải quyết xong rồi à? Khấu Tiên Linh hơi sửng sốt, thầm nghĩ nụ cười này thật quyến rũ. Hắn dời tầm mắt mà nói. Xong rồi, bên anh cũng xong rồi à? Chỉ là hai tiểu quỷ mà thôi. Lục Tu Chi vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh hắn, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Khấu Tiên Linh đi đến gần mới phát hiện tất cả các chỗ có thể ngồi trong phòng khách đều bị quỷ. Chỉ có băng ghế mà hai người Lục Tu Chi đang ngồi là nguyên vẹn không chút sức mẻ. Khấu Tiên Linh thầm nghĩ, kỳ quái, nhưng không nghĩ quá nhiều. Hắn ngồi xuống nói với người nhà họ Thường, giải quyết xong rồi, mọi người có thể đi ra. Người nhà họ Thường theo bản năng mà nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 11 giờ. Bọn họ đồng thời lùi ra sau, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Khấu Tiên Linh và Lục Tu Chi. Khấu Thiên Sư và Lục Thiên Sư đã nói qua 1 giờ mới được ra ngoài. Trong thời gian này, dù là ai nói gì cũng không được tin. Khấu Tiên Linh đỡ trán. Nếu mấy người không yên tâm thì cứ đợi trong đó đi. Mọi người đã tận mắt thấy Lục Tu Chi thu phục hai tiểu quỷ rồi, sao còn không tin? Ông Thường nhìn đồ đạc vỡ nát thành từng mảnh nhỏ bên cạnh Lục Tu Chi, hồi tưởng một màn tiểu quỷ gây chuyện vừa nãy.
Tuy lúc vừa dọn vào ở, bọn họ cứ định đổi đồ đạc mới, nhưng lúc nãy nhìn Lục Tu Chi di chuyển né qua né lại, cứ có cái cảm giác hắn đang dẫn tiểu quỷ phá hỏng đồ đạc vậy. Tâm trạng vốn đang căng thẳng sợ hãi, không hiểu sao trở nên tốt hơn. Nghi thức đuổi quỷ có phần quá đơn giản. Tâm trạng lo sợ kinh hồn bạc vía suốt 2 tháng nay, cuối cùng cũng dễ dàng hóa giải trong vài vòng chưa đến nửa tiếng, cảm thấy là thật mất mặt. Hai vợ chồng ông Thường im lặng mà nhìn Khấu Tiên Linh, bốn người ôm nhau co rúm trong vòng dây đỏ kiên quyết không ra, coi như là tự lừa gạt bản thân cũng được, họ không muốn quá tùy tiện mà giải quyết cho xong. Khấu Tiên Linh giải thích, thật ra tôi không lừa mọi người, căn biệt thự vốn là một căn nhà kiểu Tây, chủ nhân cũng có một hoàn cảnh giống ông, là hắc vu chân chính. Giết 7 người chặt xác với ý đồ luyện chế tà thuật gì đó để điều khiển hành thi. Căn cứ theo tin tức mà tôi điều tra được, họ thông qua luyện chế hành thi, moi nội tạng của các nạn nhân, sau đó nhét ma túy vào cơ thể hành thi để vận chuyển. Trong một lần vận chuyển ma túy, họ gặp phải cao nhân nên bị phát hiện. Cảnh sát điều tra tới bắt cả nhà hắc vu sư này. Cảnh sát và thiên sư hợp tác bắt người, 4 người nhà này không địch lại thiên sư, đồng loạt tự sát ở trên cây bạch quả trong sân. Khi hồi hồn đầu thất lại đấu với thiên sư một trận, tà không thắng chánh. Thiên sư nghĩ đã hoàn toàn đánh họ hồn phi phách tán, nhưng không ngờ rằng nữ hắc vu kia đang mang thai 8 tháng. Trước khi treo cổ tự sát, ả mộ lấy cái bào thai trong bụng ra, dùng tà thuật luyện chế thành quỷ anh. Thiên sư hoàn toàn không biết về cái việc này. Sau đó có một hộ gia đình 4 người dọn vào đây ở, bị quỷ anh hại treo cổ trên cây bạch quả. Việc này khiến thiên sư chú ý, quỷ anh bị diệt nhưng bản thân hộ gia đình vừa bị hại chết kia lại thờ phụng hắc vu, không chuyển thế đầu thai mà cố ý muốn hoàn dương. Người nhà họ Thường cũng có hoàn cảnh tương tự, ác quỷ vừa gặp liền muốn dùng hắc vu thuật chiếm lấy cơ thể của người nhà họ Thường, từ đó vĩnh viễn sống ở dương gian. Nhưng hắc vu thuật mà bọn chúng học lại lộn xộn linh tinh, chỉ có thể uy hiếp người Thường như cả nhà của Thường tiên sinh mà thôi. Khấu Tiên Linh nói, mới bắt đầu, tôi nghĩ họ là hắc vu sư vì thời gian tử vong giống tông bản tin. Nếu họ coi mọi người là thế thân thì sẽ giết mọi người vào đúng giờ mà họ đã chết. Thế nên tôi nghĩ khoảng từ 11 giờ đến 1 giờ khuya, nhưng đánh nhau vài chiêu lại phát hiện không đúng. Hơn nữa, chúng quá tự tin vào bản thân. Ác quỷ gà ốm nghĩ nó là đao phụ có thể dễ dàng lấy mạng người, kết quả bị giết trong nháy mắt. Người nhà họ Thường nghe giải thích xong, nghĩ thà không nghe còn hơn. Họ còn gà hơn cả ác quỷ. Ông Thường vuốt mặt, cảm ơn ngài đã thu phục ác quỷ cứu chúng tôi, nhưng chúng tôi cứ đợi trong này đi, chờ qua 1 giờ khuya rồi nói. Được thôi, Khấu Tiên Linh nhún vai không phản đối, hắn đã giải thích tất cả mọi chuyện, tin hay không là chuyện của họ. Huống chi họ vốn vô cùng tin tưởng và nghe theo lời dặn của hắn, lấy cái sự an toàn làm đầu. Khấu Tiên Linh nói tiếp, ngày mai ông thuê người đến đào cái cây bạch quả trong sân, hẳn là có vài bộ hài cốt bên dưới, sau đó báo cảnh sát đến xử lý. Ông Thường đáp, vâng, cảm ơn ngài. Cô gái nhỏ của ông ngáp một cái, trên môi vẫn còn lưu lại cái vết máu đen. Cô bé bị cái tiếng gào của nữ quỷ làm cho chấn động mà chảy máu, cũng may ngoại trừ cái việc này thì không có gì đáng ngại. Cô bé kéo áo của mẹ mà nói, mẹ, con buồn ngủ quá. Bà Thường ôm con gái vào lòng mà dỗ ngủ. Khấu Tiên Linh đứng dậy lấy cái chăn đưa cho bà Thường. Lúc chạm vào cái sợi dây đỏ, hắn khựng lại, sững sờ vài giây. Sau đó chợt nhận ra hắn đúng là quá ngu. Lục Tu Chi phía sau cười khẽ một tiếng. Khấu Tiên Linh quay đầu lại không vui nói, anh sớm nghĩ đến nhưng không nhắc tôi. Lục Tu Chi vội lắc đầu, tôi cũng vừa nghĩ ra mà. Khấu Tiên Linh liếc nhìn Lục Tu Chi, thu cái sợi dây đỏ trong sự ngạc nhiên của Thường tiên sinh. Tôi quên, quỷ quái không thể chạm vào cái sợi dây đỏ có dính máu chó mực, nhưng người thì có thể. Bây giờ ông tin chưa? Lúc này ông Thường cũng phát giác, ông nghĩ sai, xấu hổ cười cười rồi gật đầu. Khấu Tiên Linh nói với bà Thường, ôm bé về phòng ngủ đi. Hắn dừng một chút rồi nói thêm, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi đi. Đêm nay tôi và Lục Thiên Sư ở lại phòng khách, trong chừng, ngày mai mới về. Quả nhiên cả nhà họ đều đang rất là mệt mỏi, đã gần 2 tháng nay, không có được nghỉ ngơi đầy đủ. Bây giờ ác quỷ đã được giải quyết, thần kinh căng thẳng được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi ập đến, khiến bọn họ không chống đỡ nổi. Chỉ muốn đi ngủ một giấc thật say, ông Thường do dự một lúc rồi bảo vợ và hai con lên lầu nghỉ ngơi. Ông ở lại hỏi Khấu Tiên Linh, thật sự đã xử lý hết tất cả ác quỷ? Khấu Tiên Linh gật đầu, ông yên tâm đi. Thường tiên sinh liên tục cảm ơn, sau đó lên lầu nghỉ ngơi. Phòng khách náo nhiệt trở nên yên tĩnh, đồ đạc vỡ nát trong nhà nằm im lìm dưới sàn.
Ánh mắt của Khấu Tiên Linh từ đống đổ nát dời đến Lục Tu Chi đang ngồi gãy chuỗi hạt. Dường như Lục Tu Chi cảm nhận được cái ánh mắt của Khấu Tiên Linh. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Khấu Tiên Linh, hai mắt đầy ý cười. Khấu Tiên Linh lập tức dời tầm mắt, từ từ nhích lại gần Lục Tu Chi chất vấn. Rốt cuộc, anh là ai? Động tác gãy chuỗi hạt của đối phương khựng lại. Hắn hỏi ngược, vừa nãy có bị thương không? Nếu không ngồi xuống nói chuyện. Tôi không bị thương, anh đừng có nói lảng sang cái chuyện khác. Khấu Tiên Linh hơi hơi nheo mắt. Tôi phát hiện tôi nhận sai đối tượng. Hộ gia đình sống trong nhà Tây, người mẹ là hắc vu mạnh nhất. Tôi nghĩ vậy nên cho rằng sau khi chết ả cũng là hắc vu mạnh nhất. Nhưng sau khi vào nhà tôi lại phát hiện ả là hắc vu yếu nhất trong bốn người nhà. Ba ác quỷ kia tương đối mạnh, thậm chí chúng còn có thể rời khỏi nơi chúng đã tử vong. Tôi không chứng kiến cảnh anh thu phục hai cái tiểu quỷ, nhưng đã tận mắt thấy anh thu phục lão quỷ tấn công Thường Tiên Sinh lúc nãy. Khấu Tiên Linh giơ cái ngón trỏ lên, một chiêu đã giải quyết lão quỷ. Hai tiểu quỷ vừa rồi không thể gây ra sóng gió gì lớn, cũng đã bị anh thu phục. Còn nữa, hắn chỉ vào cái chuỗi hạt màu tím trên tay của Lục Tu Chi. Tôi chưa từng gặp ai có thể khắc thượng thanh đại động chân kinh vào trong hạt châu. Anh vừa nói tự anh khắc, hạt châu tím kia là vật phi phàm. Lại còn khắc kinh vào bên trong là pháp khí thượng phẩm. Dù tôi không phải người có thiên phú kỳ tài, nhưng tôi biết hết tất cả những người có tài năng xuất chúng trong giới. Mà anh, dù là pháp khí hay là cách ăn mặc, tôi không nhận ra anh trong giới thiên sư. Vừa nãy tôi đã đăng bài trong diễn đàn thiên sư, hơn 200 bình luận, không ai nhận ra anh. Khấu Tiên Linh khoanh tay quan sát Lục Tu Chi từ trên xuống dưới. Nói đi, anh là yêu tinh nào? Lục Tu Chi cười khẽ, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Tôi đột nhiên nghĩ nên lấy cái tên gì cho chuỗi hạt này. Hả? Khấu Tiên Linh cao mày. Tam Nguyên Lưu Châu. Lục Tu Chi tháo cái chuỗi hạt xuống, cầm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng buông. Vừa nãy cậu nói cái chuỗi hạt này giống tràng hạt Phật giáo. Nó không sai, đây là tràng hạt đạo gia, ngày đêm đấu chuyển, từng hoàng bất tận như dòng nước chảy, từng viên như lưu châu. Hắn nắm cổ tay của Khấu Tiên Linh, động tác như muốn đeo chuỗi hạt vào cổ tay của đối phương. Khấu Tiên Linh rụt tay về, lại bị hắn nắm lại. Khấu Tiên Linh hơi hoảng, anh làm gì vậy? Tặng cậu. Lục Tu Chi không khỏi ngẩng đầu lên mà nói, Tam Nguyên Lưu Châu giống 108 hạt châu tím. Trong Tam Nguyên Lưu Châu Kinh, Lưu Châu Đạo Giáo phân đẳng cấp, trong đó có 365 viên và 108 viên. 365 viên là số tinh tú vận chuyển, 108 viên là số lượng chu thiên tinh đấu, cũng là tổng số thiên cương địa sát. Tôi đích thân lựa chọn hạt châu tím, lại khắc thượng thanh đại động chân kinh lên bên trong, khắc mất 3 năm, dù là dùng làm đồ trang sức hay là làm pháp khí, đều là thượng phẩm. Nếu cậu không thích, hôm nào tôi xuyên 365 viên tinh nguyên lưu châu cho cậu. Khấu Tiên Linh muốn tháo ra mà trả lại cho hắn. Tôi không cần, tôi đã có pháp khí, sao phải lấy của anh? Anh đừng có nói lảng khang chuyện khác, thật ra anh là ai? Xuất hiện ở đây có mục đích gì? Tôi đã nói rồi, tôi tu luyện trong núi sâu rừng thẳm, còn về mục đích, tôi muốn làm quen kết bạn với cậu. Cậu có tin không? Lục Tu Chi ngước mắt, nắm cái cổ tay của Khấu Tiên Linh không buông. Thừa dịp đối phương đang sững sờ, hắn nói nhanh. Tam Nguyên Lưu Châu coi như là tín vật, nếu cậu thấy nó quý giá không muốn nhận, vậy chúng ta trao đổi tín vật. Tôi thấy kiếm gỗ đào của cậu không tệ, vậy đổi nó đi. Hắn không đợi Khấu Tiên Linh trả lời, vừa nói xong lập tức lấy đi kiếm gỗ đào. Không biết là hắn dùng đạo thuật gì, kiếm gỗ chớp mắt đã biến mất trong lòng bàn tay hắn. Khấu Tiên Linh cao mày, anh có biết kiếm gỗ đào dùng để đính ước không? Vậy à? Lục Tu Chi lộ cái vẻ kinh ngạc khoa trương. Tôi không biết. Hắn nghiêm nghị mà nói tiếp, tâm tư của tôi sáng tỏ thuần khiết như ánh trăng sáng ngoài cửa sổ kia. Tôi thật tâm muốn kết bạn với cậu. Trước kia không phải người ta dùng kiếm gỗ đào để kết nghĩa sao? Tôi chỉ nghĩ vậy, không có ý nghĩ gì khác. Khấu Tiên Linh kinh ngạc, anh còn có ý nghĩ gì khác? Nhà tôi không có chị em, chị họ của tôi đã có bạn trai, đã có nơi có chốn yên ổn. Nếu như anh muốn chúng ta thân càng thêm thân, thì trừ phi anh có em gái. Lục Tu Chi đen mặt, tôi không có chị em. Khấu Tiên Linh giơ tay nhún vai, sau đó chỉ ở cửa sổ mà nói, đêm nay không trăng không sao.
Hắn vỗ vỗ vai của Lục Tu Chi nói thêm, ông trời cũng không có giúp anh, nói đi, rốt cuộc anh có mục đích gì? Trong giới thiên sư không hề có người như anh, đạo thuật của anh khẳng định là mạnh hơn tôi. Không có lý do gì anh hạ thấp mình đến nỗi không ai nhận ra. Giải thích rõ ràng đi, nếu không tôi không thể kết bạn với anh. Tôi luôn ẩn cư để tu luyện, rất lâu rồi chưa từng đến dương gian. Giới thiên sư không biết tôi cũng là bình thường. Giới thiên sư đổi mới rất nhanh, biến chuyển từng ngày. Khấu Tiên Linh giơ cái màn hình điện thoại di động lên trước mặt Lục Tu Chi. Tôi hỏi chú Mã, ông nói lúc còn trẻ cũng chưa từng nghe thấy người nào như vậy. Đừng nói dối, dù là ẩn cư luyện cũng không có khả năng hoàn toàn thoát ly khỏi giới thiên sư. Dù là gia tộc hay giáo phái thần bí nhất thì cũng còn liên hệ với người trong giới, đại khái cũng biết ai là ai. Lúc tôi còn hành tẩu, giới thiên sư chưa hòa thuận và có quy định hoàn thiện như bây giờ, tin tức cũng tương đối lạc hậu, người ẩn cư chỗ nào cũng có, tôi chỉ là một trong số đó. Khấu Tiên Linh nheo mắt, thật không? Lục Tu Chi gật đầu, Khấu Tiên Linh lại vùi đầu gọi cho các thiên sư đình đám đời trước trong giới. May mà hắn có lợi dụng nghề nghiệp, thêm không ít quét cháp của các đại nhân vật. Có điều, những người lớn tuổi nổi tiếng đời trước không dùng quét cháp, ngoài trừ hội trưởng Trần Thanh Đại. Dù sao thì ông cũng là hội trưởng, còn luôn mang di động bên người, rất nhanh đã trả lời Khấu Tiên Linh. Lược bớt mất cái lời dặn dò tha thiết cùng với cái phổ cập khoa học không được thức đêm ngủ trễ, có hại cho cơ thể, trực tiếp nhảy đến cái câu trả lời, Khấu Tiên Linh kinh ngạc. Anh nói thật, Trần Thanh Đại xác nhận, lúc trẻ đúng là ông gặp nhân vật như thế, còn dặn hắn gặp thì phải lễ phép với tiền bối. Lục Tu Chi gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, Khấu Tiên Linh thì khiếp sợ không thôi, thì ra anh già như vậy. Nụ cười của Lục Tu Chi lập tức cứng ngắc, trừng mắt mà nhìn Khấu Tiên Linh không nói nên lời. Khấu Tiên Linh vẫn đang khiếp sợ, hắn nhìn chằm chằm cái gương mặt của Lục Tu Chi cảm thán không thôi. Anh biết hội trưởng Trần Thanh Đại bao nhiêu tuổi rồi không? Gần 100 tuổi rồi đó. Ông còn gọi anh là tiền bối, vậy rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi? Sao già như vậy rồi mà nhìn anh trẻ thế, không khác gì thanh niên 20, thật sự có thật trú nhan sao? Hắn sờ sờ cái da mặt của hắn một lúc rồi tiếp tục cảm thán. Có phải anh là bán tiên không? Anh biết luyện đan không? Lục Tu Chi yên lặng một lúc, cuối cùng khó khăn mà lên tiếng. Tôi thật ra không già như vậy. Khấu Tiên Linh khoác vai anh em tốt Lục Tu Chi. Tôi hiểu mà, người có thuật trú nhan không thích nhắc đến tuổi tác. Sau này tôi sẽ không nhắc đến nữa. Chào ơi, sao anh lại muốn làm bạn với tôi? Ngẫm lại tuổi của tôi có thể làm cháu chắt của anh cũng được luôn á. Hắn lại dùng vai đẩy vai Lục Tu Chi như anh em thân thiết, nháy mắt ra hiệu nói, tôi có gì hấp dẫn mà anh bỏ qua khoảng cách tuổi tác mà làm quen với tôi vậy? Nói nghe chút đi, anh từng gặp tôi khi nào? Chắc chắn là biết tôi từ trước đúng không? Bây giờ đến bắt tôi đúng không? Tôi biết mà, lão đại ca, thật có mắt nhìn người, trong biển người mênh mông mà có thể phát hiện ra hào quang của tôi. Không nói mấy lời vô nghĩa nữa, xong việc cùng nhau đi uống vài chai đi, lập tức sẽ kết bái huynh đệ. Lục Tu Chi mặt không thay đổi mà gỡ cánh tay đang khoác trên vai hắn, làm bạn trước. Gì chứ, đừng lãng phí thời gian, từ giờ tỏ đi, tôi xem anh là huynh đệ, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, tuyệt đối không nói chơi. Sau này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, đương nhiên vẫn là anh giúp tôi nhiều hơn. Nói đi nói lại, vẫn là tôi có lợi, tôi nhận anh làm lão tổ tông còn được. Khấu Tiên Linh cười ha hả, liên tục khoác vai Lục Tu Chi, còn sảng khoái vỗ mạnh mấy cái, hôm nay thật cao hứng. Lục Tu Chi ôm ngực buồn bực, Khấu Tiên Linh nhìn thấy là tưởng hắn khó chịu. Chẳng lẽ là bị thương rồi? Hắn nhỏ giọng thì thầm, người lớn tuổi hay bị bệnh tim lắm. Lục Tu Chi buồn bực nhưng vẫn lắc lắc đầu nói, tôi không sao, cậu. Hắn cười gượng gạo, đừng nhắc đến tuổi tác của tôi được không? Không thành vấn đề, Khấu Tiên Linh sảng khoái mà đồng ý, đồng thời tỏ cái vẻ đã hiểu. Phải rồi, tim của anh thật sự không sao chứ? Lục Tu Chi nói, thật sự không liên quan đến tuổi tác, thể lực, năng lực, phản ứng và sự linh hoạt của tôi không kém người trẻ tuổi, các phương diện đều rất tốt. Đại béo tròn vo như cái núi thịt ngồi trên hàng rào ngoài sân, Khấu Tiên Linh giơ cái ngón trỏ chọc chọng vào mông của nó, ngón tay lún sâu vào cái lớp thịt mỡ, hắn thu tay lại rồi chọc tiếp, chọc vào và lại bật ra, mềm hơn lò xo, co giãn hơn bánh mì, giống thịt trái cây. Đại béo quất cái đuôi lên cánh tay của Khấu Tiên Linh, mắt mèo liếc nhìn Lục Tu Chi ngồi trong sân, bạn của anh. Khấu Tiên Linh gật đầu, bạn trai, anh em. Đại béo hưng phấn đứng lên, ưu nhã đi đến bên tường rào.
cái đuôi vung qua vung lại, mông lắc lắc uốn éo. Khấu Tiên Linh nhịn không được, nhón chân nhéo hai cái mông mập mạp của anh chàng. Đại béo dừng chân quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng. Khấu Tiên Linh ngượng ngùng mà cười hai tiếng, nhất thời xúc động. Cục tròn đen thui bành trướng, hoàn toàn không thấy bốn cái chân đâu. Đứng ngang trên tường rào, che cả cái rìa tường, thoạt nhìn như là một cái cục đen thui đang nhấp nhô chuyển động. Đại béo nhảy lên bàn đá trước mặt Lục Tu Chi, nghe nói anh là bạn trai của lão Khấu. Khấu Tiên Linh rút kiếm gỗ đào ra, đại béo lập tức thức thời đổi giọng, "A, huynh đệ." Lục Tu Chi mắt thì nhìn Khấu Tiên Linh nhưng lại trả lời đại béo, "Là bạn bè." Mèo mập nhìn Khấu Tiên Linh còn đang có chuẩn bị uy hiếp, vung đuôi nhỏ giọng nói, "Bạn nam hay là bạn trai?" Lục Tu Chi cười mà không đáp, đại béo lập tức hiểu rõ, còn tốt bụng khuyên hắn, "Sắt thép thẳng nam không đáng đâu, anh theo đuổi không nổi." Núi thịt hình dung cảnh tượng theo đuổi thẳng nam sắt thép giống như là va vào một cái núi thủy tinh, trượt qua trượt lại trong gai khó khăn. Rốt cuộc trông thấy cái trái tim hồng lập lè sống động, mới vừa nâng cái lòng bàn tay lên muốn yêu thương. Bất chợt, nghe trái tim hồng nhảy nhảy bắt chuyện. "Huynh đệ, kết bái không?" Lục Tu Chi mỉm cười, "Chúng tôi có hôn ước." Cái đuôi đang vẫy qua vẫy lại của đại béo dừng lại một chút, sau đó càng vẫy điên cuồng hơn. Hai mắt nó lấp lánh, ý muốn bảo Lục Tu Chi nói tiếp. Hắn như ước nguyện của mèo béo mà tiếp lời. "Mười mấy năm trước, chúng tôi đã định hôn ước. A Tuyên cầu hôn tôi hai lần, chúng tôi còn có tính vật đính ước và đính hôn." Nói ra cái lời này mà mặt của hắn vẫn bình thản không đổi sắc, không hề chột dạ chút nào, còn mỉm cười đề nghị, "Mong mày giữ bí mật, đừng nói cho ai biết." Đại béo vỗ vỗ ngực, "Không thành vấn đề." Nó nhảy xuống bàn đá, đi vòng quanh Khấu Tiên Linh hai vòng, còn chật chật cảm thán, không ngờ Khấu Tiên Linh thẳng nam sắp thép, thoạt nhìn như không biết gì về tình yêu, lại đi trước tất cả mọi người trong phân cục một bước. Ngay từ đầu, hắn đã đứng trước vạch xuất phát rồi. Khấu Tiên Linh lên tiếng, "Đại béo, mày bình thường chút đi." Núi thịt hừ hừ mà cười, nhảy vào phân cục thì thấy Mao Tiểu Lệ đang vẽ bùa. Nó tiến lên gần cô nàng, kề đầu vào thì thầm nói nhỏ. Hai mắt của Tiểu Lệ sáng lên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Khấu Tiên Linh và Lục Tu Chi, còn trộm cười ha hả. Khấu Tiên Linh khoanh tay hỏi cô cười cái gì, cô nàng lắc lắc đầu xua tay, nói là không có gì, vừa cười vừa quay đầu len lén quan sát hai người, rồi lại cười, suýt nữa thì làm hắn phát cáo. Vì chuyện này, Mao Tiểu Lệ đặc biệt lập một cái group trong web chat, kéo thành viên trong phong cục vào hết, nửa tiếng sau tất cả mọi người đều biết chuyện. Khấu Tiên Linh đưa bạn trai đang theo đuổi hắn về, phỏng chừng không lâu nữa sẽ kết hôn. Đại béo giữ bí mật không nói chuyện hôn ước giữa Khấu Tiên Linh và Lục Tu Chi, nhưng lại nói Khấu Tiên Linh đã cầu hôn Lục Tu Chi. Còn đối phương có đồng ý hay chưa thì nó không biết, núi thịt còn yêu cầu Mao Tiểu Lệ phải giữ bí mật. Cô nàng nghe xong, cam đoan là sẽ không có nói ra, sau đó lại nói trong group là Khấu Tiên Linh đang theo đuổi Lục Tu Chi, đã tỏ tình, nhưng không biết người ta có đồng ý hay không. Trần Dương trả lời mọi người, lúc cùng quay về nhà Khấu Tiên Linh, cậu phát hiện bầu không khí giữa hai người đó đã không thích hợp. Lão Khấu luôn cường điệu quan hệ giữa bọn họ là tình anh em, quả nhiên là huynh đệ đặc biệt mà. Sau đó Trần Dương dặn dò Mao Tiểu Lệ có tin tức gì thì nhớ báo cho cậu biết, cậu đang ở ngoài tỉnh, phải 2 ngày nữa mới về. Lục Tu Chi mua được 2 cái vé xem phim, rạp phim ở trung tâm thương mại gần đó, ở đó có rạp chiếu phim, khu ẩm thực, thời trang. Ngày thường lượng khách đến đó rất đông, đồng thời cũng là nơi mà các cặp tình nhân hay hẹn hò. Khi Lục Tu Chi giành được 2 vé xem phim, hắn hỏi Khấu Tiên Linh có thời gian đi xem không? Đối phương dứt khoát, không có. Lục Tu Chi hỏi, cậu bận lắm à? Tạm tạm, Khấu Tiên Linh lấy hoa quả trong tủ lạnh ra. Nhưng tôi phải tắm rửa dâng hương, tế bái sư tổ, có lẽ mất 3 tiếng. Tóm lại sẽ bỏ lỡ giờ chiếu phim, không đi được. Ma Tiểu Lệ lắc lư đi qua, nhìn cái hình thức ở chung mấy ngày nay của hai người kia, cô đã hiểu được chân tướng sự tình, không phải lão Khấu theo đuổi người ta, mà là ngược lại. Cô đến trước mặt Lục Tu Chi mà nói, toàn thể thành viên phân cục thông cảm và cổ vũ cho anh, đường tuy dài nhưng kiên trì luôn có báo đáp. Lục Tu Chi đưa 2 cái vé xem phim cho Ma Tiểu Lệ, cho cô. Cô nàng cười nói, ngại quá, sau đó cô lấy di động ra, mở web chat nói, thêm web chat trực tiếp gửi cho em là được. Nhận 2 cái mã vé xem phim xong, cô nhìn xem giờ thì phát hiện còn nửa tiếng nữa là chiếu phim, bây giờ chạy đi là có thể vừa kịp mở màn.
Trương Cừu Đạo cầm hộp sữa bò tinh khiết từ tông phòng bếp đi ra, cắm ống hút đi ngang Mao Tiểu Lỵ. Hắn liếc mắt nhìn di động của cô nàng, xem phim. Mao Tiểu Lỵ ngẩng đầu, lập tức nắm lấy tay của Trương Cừu Đạo. Trùng hợp không tìm ai đi chung, anh đi xem phim chung với em đi. Trương Cừu Đạo miệng cắn ống hút, rũ mắt nhìn cái bàn tay của Mao Tiểu Lỵ đang nắm cánh tay của mình. Sau đó hắn ngước lên nhìn cái gương mặt thanh tú đang tươi cười của cô. Hai mắt cô vì tươi cười mà cong lên như mặt trăng khuyết, trông vô cùng đáng yêu. Rất là dễ dàng cho người ta rung động. Trương Cầu Đạo thả cống hút ra khẽ nói, ừ. Lục Tu Chi ngồi ngay ngắn trên ghế dựa trong phòng khách, nhắm mắt dưỡng thần. Thật ra, hắn thả một tia thần hồn vào cái bức tranh sư tổ trong phòng Khấu Tiên Linh. Hai mắt trên bức tranh uy nghiêm mà hơi chuyển động, tầm mắt nhìn Khấu Tiên Linh vừa tắm gọi bước ra. Gương mặt của hắn bị cái hơi nóng hôn cho đỏ ửng, thoạt nhìn mềm mại hơn rất nhiều. Trong phòng, khắp nơi đều là mùi bưởi, khói lượn lờ. Khấu Tiên Linh mặc đạo bào và đội mũ, cẩn trọng bưng hoa quả, đổi nước sạch, thêm dầu vừng. Làm xong tất cả, Khấu Tiên Linh rút ba nén nhang, thành kính lễ bái, trong vạn cách dân hương làm đầu. Mà hắn bái xong đứng dậy, cắm nhang vào lư hương. Sau đó cầm cái kiếm gỗ đào đặt ở cạnh điện thờ, xoay người khép hai chân, dựng thẳng kiếm, chân đạp bắt đẩu như là ngày thường, thành kính múa kiếm cung phụng. Suốt mười mấy năm qua, ngày nào cũng thế, chưa từng lười biếng. Mã Sơn Phong mở cửa phòng làm việc bước ra, liền thấy Lục Tu Chi ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi hơi cong. Cách xa 4-5 mét cảm nhận được hơi thở vui sướng trên người hắn lan tỏa. Mã Sơn Phong đi đến cái bàn trước ghế dựa, lấy cái túi trà trong ngăn tủ mới vừa lấy ra thì ông bỗng cảm thấy không đúng. Vừa quay đầu liền đối diện với cái ánh mắt lạnh lùng của Lục Tu Chi. Hai người đối mặt 3 giây, Mã Sơn Phong gật đầu trước, Lục Tu Chi rũ mắt, tiếp tục xem Khấu Tiên Linh múa kiếm cung phụng hắn. Mã Sơn Phong cầm cái nắm cửa của phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn dị hướng phòng của Khấu Tiên Linh trên lầu. Thầm nghĩ, hẳn là giờ này Khấu Tiên Linh đang cung phụng sư tổ, thảo nào. Đến giờ tan tầm, Mã Sơn Phong thấy Lục Tu Chi vẫn nhắm mắt ngồi trên ghế, vẻ mặt hơi mang ý cười, nhưng là có cái cảm giác khác đang nhộn nhạo trong lòng. Ông kẹp tài liệu dưới nách, đi đến cửa chứng kiến đại béo đang dựa sát vào tiểu mỹ mèo. Ông lắc đầu cảm thán, lại một năm xuân đến. Khấu Tiên Linh múa kiếm xong, đầu đầy mồ hôi bèn đi tắm. Tiếng nước ào ào trong phòng tắm vang lên. Hai mắt sư tổ Lục Tĩnh trong tranh trên bàn thờ, vốn điềm tĩnh nhìn thẳng, bỗng lặng lẽ di chuyển hướng về phía cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy dừng lại, Khấu Tiên Linh quấn khăn tắm đi ra, đến ghế sofa trực tiếp tháo khăn tắm, mặc quần áo. Làn da màu mật ong, hơi sáng còn dính bọt nước, tay chân thon dài, cơ lưng tuyệt đẹp, vòng eo khiêu gợi và cặp mông vểnh cao. Lúc của hắn mặc quần hơi khom lưng, mông nhếch lên, vừa khéo nhắm ngay cái vị trí bức tranh sư tổ. Một giọt nước chảy xuống dọc theo sống lưng đến eo, cuối cùng chui vào khe mông, chậm rãi trượt xuống cái bắp đùi trơn bóng. Cảnh tượng tuyệt vời, kế tiếp tất cả hóa thành vần sáng rực rỡ, chiếu sáng cả thế giới, chói mù hai mắt ai đó. Khấu Tiên Linh mặc quần áo xong xoay người, khóe mắt thoáng liếc cái bức tranh sư tổ, hắn bỗng khựng lại, vội vàng đến trước bức tranh cẩn thận quan sát. Khấu Tiên Linh chau mày, rút tờ khăn giấy lau cái bức họa. Sao giống vết máu thế này nhỉ? Vị trí này, chảy máu mũi. Hắn càng lao thì càng thấy kỳ quái, nhưng ánh mắt sư tổ quá trang nghiêm, hắn lập tức lắc đầu. Hẳn là không cẩn thận mà bị dính vào. Lục Tu Chi mở mắt, rút một cái tờ khăn giấy lau máu mũi. Hắn ho khan mấy tiếng, rồi hắn giọng định đi ra ngoài hóng gió, để làm hạ nhiệt độ một chút. Vừa mới xoay người, Lục Tu Chi đối diện với độ sốc. Trước đó hai người đã nhìn thấu nhau nhưng chưa từng chính thức nói chuyện. Lúc này Lục Tu Chi lên tiếng, cục trưởng Độ. Độ sốc gật đầu, đi ra ngoài nói chuyện. Lục Tu Chi gật đầu, hai người ra sân ngồi. Mây đen trên bầu trời che khuất ánh trăng, gió thổi tới, mây đen tản ra nhưng chỉ có lộ ra một cái góc trăng. Độ sốc gõ bàn mà nói, người tới Dương Gian là vì Khấu Tiên Linh, nhanh như vậy đã biết. Hai mắt Độ sốc lạnh lùng, Khấu Tiên Linh suốt ngày bái ngươi, sao ta lại không biết? Đúng là trong lúc nhất thời, Lục Tu Chi không có nhớ tới cái bức họa. Từ trước tới giờ, Khấu Tiên Linh luôn vô cùng thành kính. Ở tổng cục cũng bái hắn, tới phân cục vẫn bái. Dù là ở tổng cục hay phân cục đều nằm dưới mí mắt của Độ Sóc. Thế nên, hễ Lục Tu Chi thả thần thức bám vào bức tranh là Độ Sóc phát hiện ngay. Huống chi, hắn vẫn luôn bám vào bức tranh làm bạn với Khấu Tiên Linh. Nói cách khác, ngài đã sớm biết.
3-4 năm trước đã biết, Độ sốc hơi trào phúng liếc mắt một cái. Tốn 3-4 năm, khi đó hắn nhận ra tâm tư của Lục Tĩnh, còn tưởng đối phương sẽ lập tức ra tay, không ngờ kéo dài đến 3-4 năm sau mới bắt đầu hành động. Lục Tu Chi bị nghẹn, tức giận nói, Khấu Tiên Linh còn nhỏ. Dù 3-4 năm trước Khấu Tiên Linh đã 20 tuổi, nhưng đối với Lục Tu Chi thì vẫn còn nhỏ. Tuổi tác suy nghĩ, từng trải đều không đủ, quá nhỏ. Với thần linh mà nói, một khi động tâm sẽ là vĩnh viễn không thay đổi. Bọn họ vốn không đơn giản động tâm, mọi chuyện phải xem duyên phận. Nếu duyên tới, họ sẽ không chống lại mà hài lòng tiếp nhận. Chẳng qua họ không tránh khỏi do dự, họ lo lắng bạn đời tuổi còn nhỏ, không xác định tâm tư. Lo người yêu lộn xộn tình cảm, lo đối phương sau này tỉnh ra, hối hận rồi biến thành oán trách căm hận. Độ sốc hừ một tiếng, cho là Lục Tĩnh không có quyết đoán, sầu lo quá nhiều. Hắn cũng từng do dự, nhưng khi xác định người bạn đời trong định mệnh của mình là Trần Dương, thì không thể nào là người khác được. Cũng chắc chắn hắn sẽ không chịu đựng nổi khi bỏ Trần Dương đi. Lúc đó hắn lập tức hành động. Nếu như động tâm thì phải nắm bắt thật chặt. Độ sốc ngước mắt mà cười nhạt. Lẽ nào ngay cả tự tin bên nhau lâu dài cũng không có? Lục Tu Chi im lặng, một lúc lâu sau mới nói, vậy nên ta mới đến. A Chi, Khấu Tiên Linh đi ra tìm người trong thái độ sốc bèn chào hỏi. Cục trưởng Độ về rồi à, Trần Dương vẫn chưa về. Độ sốc cười cười đứng dậy, tôi biết. Hắn nói xong liền đi vào nhà. Lục Tu Chi mỉm cười vươn tay, bây giờ có thời gian cùng đi xem phim chưa? Bây giờ muộn rồi, còn phim gì nữa? Xuất chiếu nửa đêm, tôi vừa mới mua vé, nếu không thì lại phí tiền. Khấu Tiên Linh nghĩ, không còn chuyện gì nữa để làm thì bèn đồng ý. Lúc đi lướt qua người Lục Tu Chi, bỗng bàn tay bị nắm chặt, 10 ngón tay đan vào nhau. Thái độ Lục Tu Chi vẫn thản nhiên, hắn cười nói, không ngại chứ. Khấu Tiên Linh nghĩ làm vậy có vẻ là quá thân mật, nhưng đúng là hắn không ngại. Tôi nhớ hai người nắm tay nhau, một là người yêu, hai là cha con, tình huống của chúng ta là ông cháu à. Lục Tu Chi bất đắc dĩ mà nói, không phải ông cháu, cũng không phải cha con, anh hy vọng là người yêu. Khấu Tiên Linh ngẩng phát đầu lên mà nói, tôi thoát FA lúc nào, sao tôi không biết. Vô cùng khiếp sợ, nhưng trọng điểm lại hơi sai. Lục Tu Chi nâng cằm hắn, cúi xuống, phủ lên đôi môi khẽ nhếch lên vì kinh ngạc của đối phương. Một nụ hôn không hề có tình dục đen tối, mà đầy tình cảm thuần túy, cảm xúc lạnh lẽo thoải mái. Lục Tu Chi lui ra, ngón cái vuốt ve cái bờ môi của Khấu Tiên Linh. Anh đang theo đuổi em có đồng ý không? Khấu Tiên Linh vừa định thốt ra câu từ chối thì bỗng Lục Tu Chi cắt ngang, dây buộc tóc rơi rồi. Hắn đặt dây buộc tóc vào lòng bàn tay của đối phương, cột lại giúp anh đi. Lúc Khấu Tiên Linh hoàn hồn, hắn phát hiện là bản thân đang ngây dại mà vuốt ve tóc của Lục Tu Chi, còn mê mệt ngắm nhìn cái gương mặt nghiêng của người ta. Dường như là Lục Tu Chi cảm nhận được cái ánh mắt của Khấu Tiên Linh, hắn ngước mắt lên cười. Vô cùng tâm cơ mà lợi dụng cái ánh trăng và góc độ khiến bản thân biến thành một mỹ nhân thanh tâm thoát tục. Em vẫn chưa trả lời anh, có đồng ý không? Khấu Tiên Linh nghe vậy mà hỏi lại, đồng ý cái gì? Đồng ý để anh theo đuổi em, không được sợ, không được trốn tránh, thử tiếp nhận anh, em không muốn sao? Câu nói sau cùng nhẹ như gió thổi vào bờ liễu bên sông, khiến người ta nghe mà không đành lòng từ chối. Khấu Tiên Linh trừng mắt nhìn cái gương mặt nghiêng của Lục Tu Chi. Hắn nuốt nuốt bọt một cái, do dự một lát rồi hỏi lại, anh thật sự không có chị em thất lạc nhiều năm à? Lục Tu Chi quay mặt đi, đưa cái ót đối diện với Khấu Tiên Linh. Không có. Khấu Tiên Linh thử chọc chọc vai của Lục Tu Chi, tức giận rồi, đừng giận, không phải muốn đi xem phim sao, sức nửa đêm, không đi, về ngủ. Khấu Tiên Linh đi vòng lên trước mặt của Lục Tu Chi, thấy cái vẻ mặt lạnh lùng như băng, hai mắt thì hơi ảm đạm. Khấu Tiên Linh bỗng cảm thấy khó chịu, bèn giải thích, vừa rồi tôi cảm thấy anh rất là quen, nhất là lúc xõa tóc. Hắn giơ tay múa chân vẽ một đường cong. Trong ấn tượng của tôi nhớ cô ấy là một tiên nữ, vậy nên mới hỏi anh có chị em gì hay không. Lúc nhỏ tôi thường nằm mơ, nhưng cuối cùng đều biến thành ác mộng. Vì ở trong mộng, tiên nữ đột nhiên cởi quần áo biến thành đàn ông, sau đó một ngụm mà ăn tươi hắn, mộng đẹp biến thành ác mộng. Lục Tu Chi nheo nheo cái đôi mắt hẹp dài, có thật không? Thật. Vậy đồng ý không? Đồng ý. Khấu Tiên Linh và Lục Tu Chi ngày càng hòa hợp. Hắn ngạc nhiên phát hiện thì ra bản thân có rất nhiều sở thích giống Lục Tu Chi như vậy. Một khi trò chuyện là có thể nói không biết mệt mỏi. Nếu không có chuyện gì nói thì hai người cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
cùng ở chung một không gian mà làm việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau cười, dịu dàng đầy tình ý. Lục Tu Chi giống như cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua ngọn cây, như là dòng suối mát mẻ trong lành chảy xuôi vào trong mùa hè. Nếu như quay đầu nhìn lại phát hiện, hắn đứng phía sau yên lặng chờ bạn, khiến cho người ta vô cùng an tâm. Khấu Tiên Linh từ từ tiếp nhận cái sự theo đuổi của Lục Tu Chi. Sau khi trở về từ nhà trưng bày Ngụy Thị, thì cuối cùng hắn cũng ngầm thừa nhận quan hệ của hai người. Nhưng mà phải đến lúc đi đến Phủ Thiên Sư, vượt qua chướng ngại vật trên đường do Hiệp hội Đạo Giáo bố trí, hắn mới chính thức mở lòng xác nhận quan hệ. Kiểu chết đột ngột ngoài đường là khó phòng bị nhất. Tai nạn bỗng nhiên xảy ra, mặt đường đổ sụp xuống, nước ngầm động thành vũng ở dưới lòng đất, cáp điện rơi xuống, tất cả đủ để giật chết Khấu Tiên Linh và mấy đứa trẻ con kia. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Tu Chi nắm lấy cáp điện, cứu được tất cả mọi người. Hắn cứ đứng tách khỏi đám đông, nhìn chằm chằm Khấu Tiên Linh. Đối phương không hề do dự mà đi đến trước mặt của hắn. A Chi, cảm ơn anh. Gương mặt của Lục Tu Chi không hề thay đổi, cũng không nói tiếng nào mà kéo Khấu Tiên Linh đi thẳng. Tại hắn bị nắm chặt hơi đau, cố bước theo cho kịp đối phương mà hỏi. A Chi, đi đâu vậy? Lục Tu Chi đi thẳng đến khách sạn gần đó mà thuê phòng. Dưới ánh mắt đảo qua đảo lại của nữ nhân viên lễ tân, hắn vẫn không có chậm lại. Hai người nhanh chóng lấy được cái thẻ phòng, vào thang máy đi lên phòng. Vừa mở cửa vào, Lục Tu Chi đã kéo Khấu Tiên Linh vào phòng tắm. Hắn bắt đầu giãy giụa. Anh bình tĩnh một chút, em không sao. Lục Tu Chi buông tay, dựa vào cửa phòng tắm gật đầu nói, đi vào tắm. Khấu Tiên Linh khoanh tay trước ngực cảnh giác mà nói, hay là quay về khách sạn rồi nói, hoặc là tụ họp với mọi người, em phải báo cho mọi người một tiếng, dù sao chuyện lớn như vậy. Chuyện lớn như vậy nhất định sẽ truyền đến tai của bọn họ, không cần em bận tâm lo nghĩ. Đi vào tắm đi, anh không vào. Vừa nãy em rơi xuống vũng nước bẩn đến hơn 10 phút, dưới đó vừa bẩn vừa độc, nhanh đi tắm đi. Lục Tu Chi để mạnh Khấu Tiên Linh vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Khấu Tiên Linh trừng mắt nhìn cái cánh cửa phòng tắm một lúc lâu rồi mới xác định đúng là Lục Tu Chi không phải dùng cái chiêu lạc mềm buộc chặt. Đối phương không có ý gì khác, rất chính nhân quân tử. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy xấu hổ vì hiểu lầm Lục Tu Chi, nhưng cũng hơi tiếc nối vì người ta không có làm gì mình. Khấu Tiên Linh nhún vai, mở nước nóng từ từ mà tắm, quần áo nửa ướt nửa khô bốc mùi hôi thối bị ném vào sọt. Đến khi hắn tắm xong mới phát hiện ngoài trừ khăn tắm, hắn không có quần áo. Khấu Tiên Linh ngây ra một lúc, cuối cùng cầm khăn tắm quấn nửa người dưới, lại phát hiện cái khăn chỉ che đến đùi. Ngắn vậy, Khấu Tiên Linh tìm kiếm một lúc trong phòng tắm nhỏ hẹp, vẫn là không tìm được áo tắm. Hắn không còn cách nào khác, đành quấn cái khăn tắm chỉ dài đến đùi mà đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, đã thấy cái ánh mắt của Lục Tu Chi nhìn hắn chằm chằm, khiến cho Khấu Tiên Linh không được tự nhiên. Anh cũng muốn tắm rửa. Hầu kết của Lục Tu Chi chuyển động hai cái. Ừ, miệng trả lời, nhưng mà hắn lại không có di chuyển. Ánh mắt của hắn càng lúc càng nóng bỏng, miêu tả từng tấc da tấc thịt phơi bày ra ngoài của Khấu Tiên Linh. Hận không thể dùng cái ngón tay và cái đầu lưỡi thay thế cái ánh mắt, sau đó liếm hôn da thịt ngọt ngào kia. Khấu Tiên Linh bị nhìn như vậy càng không được tự nhiên. Hắn vờ bình tĩnh đi nhanh vài bước lướt qua Lục Tu Chi, định kéo chăn che cơ thể lại. Bỗng hắn bị Lục Tu Chi kéo mạnh cánh tay, trời đất quay cuồng. Lúc này hắn hoàn hồn thì đã bị đè xuống giường, không cách nào nhúc nhích. Khấu Tiên Linh vừa ngẩng đầu lên đã bị hôn xuống, đầu lưỡi của đối phương duỗi vào. Khấu Tiên Linh nắm chặt ống tay áo của Lục Tu Chi rồi lại đột nhiên siết chặt, dần dần mê muội với cái sự tiếp xúc thân mật này, không cự tuyệt và sợ hãi nữa. Một lúc lâu sau, Lục Tu Chi đè lên người hắn, hơi thở lành lạnh phả vào cổ hắn. Vừa nãy do anh sợ tới tim ngừng đập luôn. Lục Tu Chi cúi xuống hôn hôn lên hai tay của Khấu Tiên Linh, giọng nói như là đang kìm nén tình cảm mãnh liệt. Đừng dọa anh như vậy nữa, A Linh, anh yêu em, đừng từ chối anh sẽ không thể tiếp tục ngu xuẩn để em tự do, sẽ không để em trốn chạy hoặc có cơ hội hối hận. A Linh, trở thành người của anh, được không? Khấu Tiên Linh khẽ nhếch môi, lồng ngực trần trụi kề sát vào ngực của Lục Tu Chi, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho hắn chịu không được mà muốn rụt ra sao. Nhưng Lục Tu Chi vẫn đè lên người của hắn, Khấu Tiên Linh hoàn toàn không có đường lui, hắn há miệng cố gắng từ chối. Nhưng dù thế nào vẫn không nói nên lời được. Hắn nhớ lại trong giây phút xảy ra tai nạn, thời điểm tính mạng bị đe dọa, Lục Tu Chi đỏ cả mắt, cùng với tiếc nuối và tưởng niệm điên cuồng sâu trong nội tâm. Được,
cuối cùng, hắn đáp lại cái phần tình cảm nặng như núi của Lục Tu Chi. Mười ngón tay đan vào nhau, tâm đầu ý hợp. Lục Tu Chi hôn xuống, từng nụ hôn nhỏ rơi xuống mặt, cổ và khắp trên người của hắn. Cảm ơn, anh yêu em. Cơ thể thân mật thêm một bước, đương nhiên tâm linh càng tương thông. Dù không nói lời nào, chỉ cần nhìn nhau là hai người đã có thể hiểu tâm tư của đối phương. Cảm giác ăn ý này thật hạnh phúc và vui sướng. Khấu Tiên Linh hơi híp mắt, khóe môi hơi cong lên đầy ý cười. Lúc ở Phủ Thiên Sư, hắn trò chuyện video với người nhà, từng bước tiết lộ Lục Tu Chi với người nhà. Cha Khấu là người đầu tiên nhận ra bầu không khí khác thường giữa hai người, vì thế ông liên lạc với con trai thăm dò. Khấu Tiên Linh tùy tiện trả lời, cũng không có cố ý che giấu cái mối quan hệ của hai người. Thái độ thẳng thắn rõ ràng này chứng tỏ Khấu Tiên Linh rất nghiêm túc, cha Khấu khó xử không thôi. Nếu như mấy cái đứa Khấu Anh dám can đảm yêu đương hẹn hò đàn ông, chắc chắn cha Khấu sẽ đánh gãy chân, không thì sẽ gọt côn mà đưa qua. Thế nhưng, cố tình đây lại là con ruột của ông, không phải vì Khấu Tiên Linh là con trai ruột ông mà ông khó xử, mà nguyên nhân là vì từ nhỏ Khấu Tiên Linh đã sống bên ngoài, cách xa cha mẹ. Cha Khấu luôn áy náy với con trai, tuy Khấu Tiên Linh chưa từng có ý trách họ. Ông và vợ thương lượng với nhau, hai vợ chồng khó xử một thời gian dài. Lúc bác Khấu nhìn thấy cái vẻ mặt cha Khấu ể oải, lập tức khoác vai em trai, cười ha hả mà nói. Vợ chồng già mà tình cảm tốt nhỉ, có bí quyết gì, dạy anh trai đi, anh chú đi dỗ bà xã. Thần kinh đang nhạy cảm lại yếu đuối của cha Khấu bị kích thích mạnh mẽ. Ông nhớ lại trước kia, mỗi lần ông nghi ngờ quan hệ giữa Khấu Tiên Linh và Lục Tu Chi, bác Khấu luôn miệng nói huynh đệ tình thâm. Ông lập tức hận không thể đánh chết mình ngay lúc đó. Có điều trước khi đánh chết bản thân, ông phải đại nghịch bất đạo mà đánh chết bác Khấu trước đó đã. Thế là anh em diễn cái vở kịch mang tên Thủ Túc Tương Tàn ngay giữa tổ đình Khấu gia. Kế tiếp, không chỉ cha mẹ Khấu biết chuyện mà tất cả mọi người, bao gồm trưởng bối và các anh chị em họ đều biết Khấu Tiên Linh dường như là sẽ FA cả đời kia, có người yêu, mà còn lại là nam. Bọn họ đồng loạt trầm mặc một lúc lâu, ngầm lén trò chuyện với Khấu Tiên Linh, xác định đúng là hắn động tâm, bèn khuyên nhủ an ủi nhau, tốt xấu gì cũng không bị FA, tốt hơn là bọn họ nghĩ nhiều. Nói đi nói lại, cảm thấy là hơi buồn cười, người lớn nhà họ Khấu an ủi nhau. Người vừa được an ủi, một giây sau lại chạy đi an ủi người khác. Người mới vừa an ủi người khác, một phút sau lại được người khác an ủi. An ủi người khác cũng là tự an ủi bản thân. Ít nhất Khấu Tiên Linh đã có bạn đời, chỉ cần hắn hạnh phúc, như vậy là đủ. Bác Khấu cảm thán mà nói, con cháu tự có phúc của con cháu. Người nhà họ Khấu ngồi quay quần bên nhau, vẻ mặt không quá tốt. Nghe xong câu này, tất cả đều có suy nghĩ riêng, mặt mày họ dịu đi vài phần. Bác Khấu cảm thán xong lại quay đầu hỏi, mà đứa nào thoát ế vậy? Vẻ mặt của mọi người lập tức cực kỳ khó coi. Bác Khấu được an ủi mấy ngày nay, thế mà đến giờ vẫn chưa biết chuyện của Khấu Tiên Linh và Lục Tu Chi. Cha Khấu hít sâu một hơi, anh, chúng ta so tài. Hả? Sao đột nhiên tự nhiên so tài? Bác Khấu không nhận được cái câu trả lời nào mà lại bị mấy anh em hẹn nhau so tài, khiến ông mệt mỏi ứng phó. Đến cuối cùng vẫn không biết rốt cuộc là đứa cháu nào vừa thoát ế. Sau Tết, Khấu Tiên Linh đưa Lục Tu Chi về tổ đình Khấu gia. Cha Khấu gọi Lục Tu Chi vào phòng nói chuyện đến 2-3 tiếng. Lúc trở ra, thái độ hai người không còn lạnh nhạt nữa. Khấu Tiên Linh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết dù người nhà không tỏ thái độ ủng hộ nhưng đã xem Lục Tu Chi như là người thân ở trong nhà mà đối đãi. Lục Tu Chi nắm chặt tay của Khấu Tiên Linh, thừa dịp mọi người không chú ý, lén hôn lên mặt của hắn một cái. Anh có một bí mật muốn nói cho em biết nhưng không phải bây giờ. Hả? Khấu Tiên Linh nghe không có rõ, pháo hoa đang nổ trên bầu trời, tiếng pháo lớn quá, át đi câu nói của Lục Tu Chi. Lục Tu Chi cười nói, sau này rồi nói. Câu này thì hắn nghe rõ ràng nên gật đầu, ừ. Bác Khấu bị mọi người xa lánh, uất ức mà đến gần bà xã nhỏ giọng lên án cái hành vi không tôn kính của cái đám em trai và cháu trai. Ông vô cùng đau lòng và tức giận. Bà cười ha hả, lột vỏ quýt nhét vào miệng của ông. Bác Khấu vừa ăn quýt vừa nhìn xung quanh, thấy Khấu Tiên Linh và Lục Tu Chi, bèn nói, tình cảm hai cái đứa nó thật tốt, hôm nào tôi khuyên thằng hai nhận Tiểu Lục làm con nuôi mới được. Bác gái Khấu cứng đờ cả người, quay phát đầu qua mà nhìn ông chồng của mình, vẻ mặt kinh dị cực độ. Bác Khấu cái vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi mà hỏi, làm sao vậy? Bà nhìn ông chồng già với cái ánh mắt chứa chan tình cảm, ngoan, đừng lên tiếng, tôi sẽ không rời không bỏ ông.
giọng nói như mẹ hiền nói với đứa con trai ngốc nghếch. Bác Khấu cảm động không thôi, vợ chồng già, đừng có nói nhảm, ông thẹn thùng nha. Lục Tu Chi và Khấu Tiên Linh bái đường thành thân, tất cả mọi người trong phân cục tham gia. Năm thứ tư, sau khi hai người thành hôn, Lục Tu Chi tự giới thiệu một lần nữa, cũng là lần đầu tiên giới thiệu chính thức. A Tiên, anh vốn tên là Lục Tỉnh, tự Tu Chi,